Chào mừng quý vị đến với chương trình 60 giây của Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Chương trình sáng nay có những nội dung nổi bật sau đây. Thủ tướng Phạm Minh Chính ký công điện về các giải pháp quản lý thị trường vàng. Thành phố Hồ Chí Minh sẽ thí điểm mua hoa Tết bị ế của tiểu thương tại bến Bình Đông. Hàng trăm con cừu diễu hành đường phố ở thành phố Phan Rang Tháp Chàm. Công an Thành phố Hồ Chí Minh triệt phá băng nhóm cho vay nặng lãi 510% một năm. Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa ký công điện về các giải pháp quản lý thị trường vàng. Trong công điện, Thủ tướng yêu cầu Ngân hàng Nhà nước khẩn trương có giải pháp hiệu quả để quản lý, điều hành giá vàng miếng trong nước theo nguyên tắc thị trường. Không để tình trạng chênh lệch giữa giá vàng miếng trong nước và vàng quốc tế ở mức cao như thời gian qua, ảnh hưởng tiêu cực đến điều hành kinh tế vĩ mô. Công điện cũng nhấn mạnh, trường hợp phát hiện hoạt động kinh doanh vàng có dấu hiệu vi phạm pháp luật, kịp thời chuyển tài liệu hồ sơ cho cơ quan chức năng để xử lý nghiêm, công khai, minh bạch theo quy định pháp luật. Thưa quý vị, đường hoa Nguyễn Huệ vào Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 được thực hiện hoành tráng quy mô với bố cục 3 phần, và phân đoạn sẽ gồm nguồn cội quê hương, băng sông vượt biển và vương mình hội nhập. Với chủ đề Xuân yêu thương, Tết sum vầy sẽ phục vụ nhu cầu du xuân thưởng ngoạn của người dân thành phố và du khách từ 19 giờ ngày 7 tháng 2 đến 21 giờ ngày 14 tháng 2 2024. Hình ảnh linh vật rồng quay trở lại sau chu kỳ 12 năm. Mỗi linh vật có 5 đoạn thân uốn lượn dọc hai bên đường hoa, dài hơn 100m và kích thước vòng đầu khoảng 2m. Ngoài việc lập kỷ lục về kích thước con giáp từng xuất hiện trên đường hoa Nguyễn Huệ, linh vật rồng năm nay còn được tạo hình thân thiện với môi trường khi hơn 90% chất liệu là mây tre và mành quạt nàng. Cũng như các năm trước, đường hoa năm nay sử dụng nhiều chất liệu thân thiện với môi trường trong thiết kế và xây dựng. Đường hoa sử dụng 3 gam màu chủ đạo là đỏ, cam, vàng. Hơn 90.000 giỏ hoa các loại sẽ được trang trí ở đường hoa. Thành phố Hồ Chí Minh sẽ thí điểm mua hoa Tết bị ế của tiểu thương tại bến Bình Đông để chia sẻ khó khăn với người dân. Thông tin được Sở Du lịch thành phố chia sẻ tại buổi họp báo Kinh tế Xã hội vào chiều 28 tháng 12. Hoa sau đó sẽ dùng trang trí đường hoa xuân nghĩa tình ở bến Bình Đông, kinh phí từ nguồn xã hội hóa. Dự kiến vào ngày 30 tháng Chạp, Ủy ban Nhân dân quận 8 và Mặt trận Tổ quốc quận làm việc với các chủ ghe đưa hoa lên bán dịp Tết để thống nhất số lượng, giá cả. Việc mua hoa sẽ được trải đều cho tất cả chủ ghe có mặt vào ngày tất niên. Nếu cách làm này hiệu quả, từ năm sau, sở sẽ mở rộng ra các quận, huyện khác. Chợ hoa Tết trên bến Bình Đông họp gian kênh Tàu Hủ, Bến Nghé, quận 8. Đa số ghe thuyền ở đây đều đến từ các tỉnh miền Tây. Các mặt hàng chủ yếu là hoa, cây kiểng dùng để trang trí trong Tết. Vào trưa 30 tháng Chạp, các chợ thường diễn ra tình cảnh hoa bán không hết, tiểu thương đập bỏ hoa cho xe rác dọn do không muốn bị ép giá, bán rẻ. Chiều qua, hàng trăm con cừu được các chủ trang trại cho diện đồ rực rỡ đã tràn xuống đường ở thành phố Phan Rang, Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận trước sự chứng kiến đầy thích thú của đông đảo người dân và du khách. Đây là một phần hoạt động của lễ hội ẩm thực Ninh Thuận chào đón năm mới 2024. Hơn 300 con cừu đẹp nhất được tuyển lựa từ các trang trại trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận tham gia cuộc diễu hành. Thì em cảm thấy những chú cừu rất là đáng yêu và cũng rất là thú vị. Ninh Thuận là địa phương có tổng đàn cừu lớn nhất nước với khoảng 160.000 con, được người dân chăn thả tại các khu vực gò đồi. Lễ hội ẩm thực Ninh Thuận chào đón năm mới 2024 nhằm tạo điểm đến thu hút người dân và du khách tận hưởng không gian vui chơi, giải trí trong khoảnh khắc chuyển giao giữa năm cũ và năm mới. Thông qua cái tổ chức hoạt động này là nhằm để mà quảng bá cái đặc trưng của Ninh Thuận, đó là cừu, đồng thời là tạo cái sân chơi, cái không khí vui tươi phấn khởi để mà chuẩn bị đón Tết dương lịch năm 2024. Diễn ra từ ngày 26 đến 31 tháng 12, du khách sẽ được hòa mình vào một số hoạt động văn hóa nghệ thuật hấp dẫn và đặc sắc, các trò chơi dân gian, thi đầu bếp ngôi sao tài năng về cừu và hàu Ninh Thuận. Tiếp theo là một số thông tin kinh tế đáng chú ý. Ban quản lý các khu chế xuất và công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh cho biết, năm 2023, tổng vốn đầu tư thu hút vào các khu công nghiệp của thành phố, kể cả cấp mới và điều chỉnh, đạt hơn 1 tỷ USD.
Năm 2023, các khu chế xuất và khu công nghiệp của thành phố Hồ Chí Minh thu hút đầu tư trong nước đạt tổng vốn hơn 18.500 tỷ đồng, tương đương 788,5 triệu đô la Mỹ, tăng 123,7% so với cùng kỳ năm ngoái. Về đầu tư nước ngoài, tổng vốn đầu tư thu hút đạt hơn 221 triệu đô la Mỹ, tăng 12,47% so với cùng kỳ. Giá trị xuất khẩu sầu riêng của Việt Nam trong 11 tháng qua đạt gần 2,2 tỷ đô la Mỹ, tăng gần 5 lần so với cùng kỳ năm ngoái. Số liệu thống kê mới nhất từ Tổng cục Hải quan. Dẫn đầu top thị trường mua sầu riêng Việt Nam là Trung Quốc với kim ngạch 1,97 tỷ đô la. Ngoài ra, các thị trường Pháp, Mỹ, Cộng hòa Séc, Canada đã chi tiền gấp từ 2 đến 28 lần so với cùng kỳ năm ngoái để mua sầu riêng Việt Nam. Năm 2024 sẽ có 4 dự án cao tốc mới dự kiến được khởi công, gồm cao tốc Đồng Đăng, Trà Lĩnh, Chợ Mới, Bắc Cạn, Dầu Dây, Tân Phú, Cao Lãnh, Rạch Sỏi. Trong đó, cao tốc Đồng Đăng, Trà Lĩnh đi qua Lạng Sơn, Cao Bằng dài 93 km sẽ khởi công ngày 1 tháng 1 năm 2024. Ngoài ra còn có 19 dự án giao thông, trong đó có đường Hồ Chí Minh, đoạn Rạch Sỏi, Bến Nhất, Gò Quao, Vĩnh Thuận thuộc Kiên Giang, và đoạn Chợ Chu, ngã ba Trung Sơn qua Thái Nguyên, Tuyên Quang. Trong phần sau của chương trình, container va chạm với một xe máy cuốn 4 người vào gầm bị thương nặng. Sau khi gây tai nạn, tài xế lái xe vào rừng tự đốt xe để xóa dấu vết gây tai nạn. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh vừa phát hiện bắt giữ đối tượng Kim Ji-hun, sinh năm 1988, quốc tịch Hàn Quốc, về tội tổ chức đánh bạc. Đây là đối tượng có lệnh truy nã quốc tế của Interpol vào ngày 20 tháng 12 năm 2023. Đối tượng này nằm trong đường dây tổ chức đánh bạc trực tuyến với vai trò quản trị trang web. Từ 12 tháng 12 2020 đến 25 tháng 5 2023, các đối tượng đã tổ chức cho người chơi đánh bạc và nhận tiền đặt cọc của người chơi trên trang web 777slot mà không được chính phủ cấp các giấy phép theo quy định. Lực lượng chức năng đang hoàn thiện các thủ tục để bàn giao đối tượng cho cảnh sát Hàn Quốc. Thưa quý vị, tối 28 tháng 12, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an Thành phố Hồ Chí Minh cho biết vừa triệt phá chuyên án bắt giữ 10 đối tượng về các tội danh cưỡng đoạt tài sản và cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự do Chu Mạnh Cường, sinh năm 1995, ngụ thành phố Hà Nội cầm đầu. Theo kết quả điều tra, từ tháng 4 năm 2023, Cường cùng 9 đồng bọn phân chia khu vực hoạt động, tập trung ở hai địa bàn là tỉnh Bình Dương và thành phố Hồ Chí Minh để cho vay lãi nặng với mức lãi cắt cổ từ 500 đến 510% một năm. Quá trình hoạt động, Cường phân chia vai trò cụ thể cho từng đối tượng như tìm nguồn khách, đi đòi nợ, nhắn tin đe dọa. Khi khách vay không trả lãi đúng hạn, Cường cho đồng bọn dùng sơn pha chất bẩn tạt vào nhà buộc khách vay phải trả. Tính đến thời điểm bị bắt, các đối tượng đã thu lợi bất chính hàng tỷ đồng từ việc cho vay. Việc triệt phá thành công chuyên án này đã góp thêm thành tích cho Phòng Cảnh sát Hình sự Công an Thành phố Hồ Chí Minh trong cao điểm tấn công, trấn áp các loại tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024. Chiều 28 tháng 12 trên xa lộ Hà Nội Thành phố Hồ Chí Minh, một chiếc container va chạm với một xe máy khiến 4 người đi trên xe máy bị thương nặng. Khoảng 17 giờ, xe container chạy trên xa lộ Hà Nội hướng từ thành phố Hồ Chí Minh đi Đồng Nai. Khi đến giao lộ với đường số 13 thuộc phường Long Bình, thành phố Thủ Đức, thì tài xế cho xe rẽ phải vào đường 13. Khi đang ôm cua thì va chạm với xe máy biển số 66G1-50234 do một người đàn ông cầm lái chở vợ và hai con nhỏ đang chạy cùng chiều. Va chạm làm xe máy và các nạn nhân lọt dưới gầm trước, bị xe container ủi đi một đoạn. Người vợ và hai con nhỏ văng ra ngoài, còn người chồng và chiếc xe máy mắc kẹt dưới gầm container. Các nạn nhân sau đó được đưa đi cấp cứu. Nhận tin báo, đội cảnh sát giao thông Rạch Chiếc có mặt xử lý hiện trường, di dời hai phương tiện. Trưa qua, một vụ tông xe liên hoàn giữa 5 xe ô tô đã xảy ra trên địa bàn thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương. Không ghi nhận thương vong, nhưng 3 xe ô tô bị hư hỏng nặng. Theo thông tin ban đầu, vào lúc hơn 11 giờ, xe tải chở nước lọc chạy trên đường DT743 hướng từ thành phố Tân Uyên đi thành phố Thuận An. Khi đến phường An Phú thì tông vào đuôi xe ô tô 5 chỗ chạy cùng chiều phía trước. Cú va chạm làm chiếc ô tô 5 chỗ lao về phía trước, tông vào một xe ô tô 7 chỗ, đẩy phương tiện này lao tới, hút tiếp vào một xe 5 chỗ khác. Chưa dừng lại,
chiếc xe 5 chỗ vừa bị tông tiếp tục lao đi tông vào đuôi một chiếc bán tải, tạo nên chuỗi va chạm liên hoàn 5 xe. Tại hiện trường, 5 xe dính chặt vào nhau, trong đó 2 xe ô tô 5 chỗ và 1 xe 7 chỗ hư hỏng nặng. Nhận tin báo, Công an thành phố Thuận An có mặt tổ chức khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân. Ảnh hưởng từ hiện trường khiến giao thông qua khu vực ùn tắc trong nhiều giờ liền. Đến 17 giờ, hiện trường vụ tai nạn mới được xử lý xong. Tại Bình Phước, vào khoảng 19 giờ tối qua, xe máy biển số 93P2-55957 do một người đàn ông khoảng 50 tuổi điều khiển lưu thông trên quốc lộ 14 hướng từ thành phố Đồng Xoài đi tỉnh Đắk Nông. Khi đến phường Tân Thiện, thành phố Đồng Xoài, bất ngờ tông vào xe đạp điện do một người đàn ông lớn tuổi điều khiển lưu thông cùng chiều phía trước. Cú tông mạnh khiến cả người và phương tiện bị văng xuống đường, cả hai bị thương nặng, được đưa đi cấp cứu sau đó, hai phương tiện hư hỏng. Nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ. Sau khi gây tai nạn, tài xế lái xe vào rừng tự đốt xe để xóa dấu vết gây tai nạn, nhưng vụ việc đã được người dân phát hiện và báo cơ quan công an để xử lý. Khuya ngày 26 tháng 12, người dân phát hiện tại một khu rừng ở xã Lác, huyện Lạc Dương, tỉnh Lâm Đồng, có một chiếc ô tô bị cháy rụi hoàn toàn, chỉ còn lại bộ khung xe, biển số đã bị tháo đi. Qua xác minh, công an huyện Lạc Dương xác định chiếc xe ô tô 4 chỗ này có va chạm giao thông với một xe máy làm một người bị thương tại phường 7, thành phố Đà Lạt vào lúc 17 giờ ngày 23 tháng 12. Sau khi ra các đầu mối, cơ quan công an xác định ông Hờ Ca Vờ, 50 tuổi, ngụ Lâm Đồng, là người lái chiếc xe ô tô nói trên lần cuối cùng. Người này khai với công an rằng do lo sợ nên sau khi xảy ra va chạm, Hờ Ca Vờ đã không dừng lại cứu chữa người bị thương mà chạy về nhà rồi sau đó đốt xe nhằm phi tang. Ngày 28 tháng 12, công an huyện Lạc Dương, tỉnh Lâm Đồng cho biết đã hoàn tất hồ sơ và chuyển công an thành phố Đà Lạt tiếp tục điều tra xử lý vụ việc. Tối qua, một vụ lật ghe trên sông Trà Khúc, thành phố Quảng Ngãi đã làm một người mất tích trong đêm. Thông tin ban đầu, một người chưa xác định danh tính sử dụng ghe phía bên bờ Bắc chèo ra sông Trà Khúc thuộc phường Trương Quang Trọng. Lúc này dòng nước chảy mạnh, ghe mất thăng bằng nên đã bị lật, người này bị nước cuốn trôi. Lực lượng cứu hộ của Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ Công an tỉnh Quảng Ngãi đã khẩn trương có mặt và tập trung nỗ lực tìm kiếm, cứu nạn nạn nhân mất tích. Việc tìm kiếm gặp nhiều khó khăn khi thời tiết đang mưa và lạnh. Trong phần sau của chương trình, 2023 trở thành năm mà nạn cháy rừng gây thương vong nhiều nhất tính từ đầu thế kỷ 21 đến nay. Đến Tây Ban Nha, tham gia lễ hội Ernst & Farinat với trứng sống, bột mì và pháo hoa. Thưa quý vị, với hơn 250 người thiệt mạng, 2023 đã trở thành năm mà nạn cháy rừng gây thương vong nhiều nhất tính từ đầu thế kỷ 21 đến nay. Theo đó, cháy rừng trong năm nay đã thiêu rụi gần 400 triệu hecta rừng trên thế giới và phát thải 6,5 tỷ tấn khí CO2 gây hiệu ứng nhà kính. Theo số liệu được Đại học Công giáo Louvain tại Bỉ công bố, trong năm 2023, cháy rừng không chỉ xuất hiện tại những nơi dễ xảy ra như Hy Lạp, Italia, Tunisia, Algeria, Bắc Mỹ và Australia, mà còn ở những khu vực ít có khả năng như Hawaii hay Tenerife. Trong số những vụ cháy rừng gây thương vong lớn nhất, phải kể đến đợt cháy rừng tại Hawaii hồi tháng 8, khiến 97 người thiệt mạng và 31 người mất tích. Tại châu Mỹ, mùa cháy rừng năm nay gây thiệt hại lớn nhất trong lịch sử, khi gần 80 triệu hecta rừng bị thiêu rụi tính đến ngày 23 tháng 12. Con số này cao hơn 10 triệu hecta so với trung bình cùng kỳ giai đoạn 2012-2022. Riêng Canada đã có 18 triệu hecta rừng chìm trong biển lửa. Với nhận định cháy rừng năm nay đã vượt ngoài tầm kiểm soát cho thấy, các nước còn thiếu năng lực phòng chống, giới chuyên gia đã kêu gọi chính phủ các nước cần tập trung vào nỗ lực phòng cháy hơn chữa cháy. Thủ đô Budapest của Hungary đang phải đối mặt với lũ lụt chưa từng có vào tháng 12 khi sông Danube tràn bờ, đạt mức cao nhất trong 10 năm qua. Tổng cục Quản lý nước Hungary cho biết, mực nước sông Danube đạt đỉnh 6,93 m vào ngày 28 tháng 12. Cơ quan này lưu ý rằng, lần cuối cùng mực nước sông Danube vượt quá 6 m vào tháng 12 là vào năm 1987, nhưng nó không làm ngập các tuyến bờ kè. Ô tô hiện bị cấm đi vào bờ kè sông Danube. Dịch vụ tàu điện cũng bị đình chỉ ở một số đoạn gần sông. Ngoài Budapest, các thành phố Komárom và Esztergom cũng đang phải đối mặt với mực nước dâng cao. Tình trạng khẩn cấp về lũ lụt đã được ban bố ở Hungary
trên tổng số 1.200 km đường thủy. Theo nhà chức trách, tình hình trên sông Danube và các con sông khác của Hungary sẽ ổn định vào cuối tuần. Các chuyên gia cho biết lượng mưa tăng cùng với nhiệt độ tăng ở Bắc và Trung Âu làm tuyết tan nhanh ở thượng nguồn sông Danube, gây ra lũ lụt sớm hơn vào mùa đông. Nhà sản xuất điện thoại thông minh Trung Quốc Xiaomi vừa chính thức ra mắt mẫu xe điện đầu tiên của hãng, đồng thời tuyên bố hướng tới mục tiêu trở thành một trong năm nhà sản xuất ô tô hàng đầu trên thế giới. Giám đốc điều hành tập đoàn công nghệ Xiaomi, ông Lôi Quân cho biết, mẫu sedan có tên SU7, viết tắt của cụm từ Speed Ultra, nghĩa là siêu tốc độ. Bởi dòng xe này sở hữu hiệu suất đáng kinh ngạc. Lấy cảm hứng công nghệ của nhiều mẫu xe trước đó, trong đó có mẫu xe điện Tesla Model S. SU7 sẽ có hai phiên bản. Một phiên bản có phạm vi hoạt động là 668 km trong một lần sạc, và một phiên bản khác có phạm vi hoạt động lên tới 800 km. Để so sánh, mẫu Model S của Tesla có phạm vi hoạt động là 650 km. SU7 dự kiến sẽ có mặt trên thị trường trong vài tháng nữa. Tuy nhiên, giá thành vẫn chưa được tiết lộ. Mẫu xe điện của Xiaomi ra mắt trong bối cảnh thị trường ô tô lớn nhất thế giới đang đối mặt với tình trạng dư thừa công suất. Các hãng ô tô cạnh tranh mạnh mẽ về giá cả do nhu cầu của người tiêu dùng chậm lại. Xưởng đúc tiền Hoàng Gia Anh vừa công bố những hình ảnh đầu tiên của bộ sưu tập tiền xu phiên bản đặc biệt cho năm 2024. Những đồng tiền mới sẽ đánh dấu một số sự kiện và ngày kỷ niệm quan trọng trong năm sau. Đồng 50 xu có hai thiết kế là kỷ niệm 200 năm thành lập Diện thuyền cứu sinh Hoàng Gia Anh và đánh dấu Thép vận hội Olympic 2024 sắp diễn ra tại Paris. Đồng hai bảng cũng có hai thiết kế là kỷ niệm 200 năm thành lập Phòng trưng bày quốc gia ở London và 150 năm ngày sinh của cựu Thủ tướng Anh Winston Churchill. Trong khi đó, đồng 5 bảng thì được thiết kế mới để tôn vinh cung điện Buckingham. Các đồng tiền mới sẽ được xưởng đúc tiền Hoàng Gia Anh lưu hành vào ngay đầu năm sau. Vào những ngày cuối tháng 12, thị trấn Ibi của Tây Ban Nha lại cuồng nhiệt với lễ hội El Enfernas, trong đó người tham gia mặc quần áo quân đội và chiến đấu với vũ khí là trứng sống, bột mì và pháo hoa. Lễ hội El Enfernas được tổ chức tại quảng trường nhà thờ ở trung tâm thị trấn. Cuộc chiến bắt đầu từ 8 giờ sáng và kéo dài tới 5 giờ chiều. Trận chiến được chia làm hai phe, một bên là nhóm những người đàn ông đã lập gia đình El Enfernas, những người chiếm giữ thị trấn Đông Nam này trong một ngày, áp đặt những luật lệ kỳ cục, bắt giam và phạt các thành viên của nhóm La Oposición, nhóm cố gắng khôi phục trật tự của thị trấn. Trong suốt cuộc chiến, hai bên thỏa sức ném trứng và bột mì về phía đối phương mà không sợ phiền lòng. Người tham dự còn sử dụng cả pháo sáng để không khí thêm gay cấn. Thật hào hứng, đây là dịp để mọi người giảm bớt những phiền muộn trong cuộc sống. Người ta không biết rõ nguồn gốc của lễ hội độc đáo này, nhưng nó đã tồn tại hơn 200 năm và bắt đầu được khôi phục trở lại và tổ chức tại thị trấn Ibi từ năm 1981 tới nay. Số tiền thu được trong lễ hội sẽ dùng để quyên góp vào các quỹ từ thiện tại địa phương. Đêm qua, cơ quan y tế dải Gaza cho biết ít nhất 20 người chết và 55 người khác bị thương khi một tên lửa đã trúng vào một tòa nhà dân cư ở Rafah. Trong số những người chết có cả trẻ em. Trong vòng 24 giờ qua, đã có ít nhất 210 người thiệt mạng trong các cuộc tấn công của Israel, nâng tổng số người chết từ ngày 7 tháng 10 đến nay lên hơn 21.300 người, gần 1% dân số tại Gaza. Tối qua, tại bờ Tây, một người đàn ông Palestine đã đâm bị thương hai người ở một trạm kiểm soát an ninh phía nam Jerusalem, sau đó đã bị lực lượng Israel bắn chết. Hai nạn nhân gồm một nam và một nữ đều trong tình trạng không quá nặng. Hamas cho biết trong ngày 29 tháng 12, một phái đoàn của nhóm này sẽ đến Cairo để thảo luận về một lệnh ngừng bắn. Kế hoạch do Ai Cập đề xuất từ trước bao gồm việc thả các con tin theo từng giai đoạn và giảm dần hoạt động quân sự đến khi ngừng bắn hoàn toàn. Tuy nhiên, kế hoạch được cho là sẽ bị Israel bác bỏ. Những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình 60 giây sáng nay của chúng tôi. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình 60 giây chiều nay vào lúc 18:30 trên cả hai kênh HTV7 và HTV9. Còn bây giờ xin kính chào tạm biệt.